Xin chào các bạn, đây là tắc kè nhà mình nha. Nhiều khách hỏi là tắc kè lớn nhất bên mình là loại bao nhiêu lạng, thì mình xin trả lời là nó chỉ có hơn một lạng mấy thôi nha. Nhưng mà nhiều người thì nói là ủa tắc kè có một lạng mấy thì nó nhỏ quá, vậy sao mà mua được? Đây là loại to nhất của mình nha, nó lạng mấy nha, nó to thế này nè, nó chỉ cần một có một lạng mấy thôi nha. Đây đây, hàng này là một một lần tầm lần 3 lần 4 nè các bạn, mà nó to như thế này. Cái loại tắc kè này là trong người nó bọng, nó nhẹ nên nên mình thấy nó thấy mình cứ tưởng tượng là một lần mấy là nó nhỏ lắm, nhưng mà thực tế là nó to lắm nha. Đây leo ra ngoài cho toàn coi đây. Đây con này chỉ một lần mấy à. Dài là 30 đến 30 33 34 cm à, là đa số nha các bạn. Hàng đẹp đẹp đều nha. Quý khách cần bao nhiêu cũng có nha. Ở hàng đây là cửa hàng của mình còn còn nhiều nữa. Mình không không có hôm nay vừa xuất hết nên hàng còn ít nè. Hàng đang khuyến mãi luôn các bạn, có cần thì liên hệ sớm nha. Đây này. Con này hung dữ này, mình bắt cho các bạn coi. Con này. Wow. Cắn ghê lắm. Rồi các bạn có nhu cầu về tắc kè xin liên hệ nha. Có thắc mắc gì cứ liên hệ mình.